Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 2 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Clip 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi động với côn và tập quay côn số 0. Trước tiên thì chúng ta cầm vào giữa thân côn như thế này, chia đôi thân côn ra. Đó. Sau đó chúng ta để trước mặt, chúng ta lắc đều cổ tay. Lắc cổ tay như thế này nhé, thả lỏng cái cổ tay ra và lắc côn để cho cổ tay chúng ta được khởi động. Thôi, sau đó chúng ta sẽ tập ngoáy để dẻo cổ tay, chúng ta ngoáy như này. Đây. Đấy. Chúng ta ngoáy như này cho dẻo cổ tay nhé. Đó. Thôi. Rồi, sau đó đến động tác tiếp theo, chúng ta sẽ tập luồn côn quanh người. Chúng ta cầm về cuối thân côn như thế này, cầm sát cuối thân côn luôn nhé. Đây. Đấy. Các bạn chú ý này, chúng ta để côn ngang trước ngực như thế này. Kéo căng cái dây côn ra. Sau đó tay trái giữ nguyên, đây tay trái này. Tay phải đưa lên cao. Chúc tay phải xuống phía trong khuỷu tay của tay trái như thế này. Sau đó đưa tay trái lên đây, đưa qua đầu, đưa ra sau. Khi đưa ra sau thì tay mình sẽ bị ngửa như này. Cái tay mình đang ngửa như này này. Đấy, sau đó chúng ta lật tay trái lại. Tiếp tục chúng ta lật tay phải ra đây để kéo qua lưng. Kéo qua đây, đưa ra đằng trước. Đấy là cách luồn côn quanh người đối với bên tay phải này. Làm lại nhá. Đây. Đưa qua, lật tay, đưa trước, đưa ra. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ, bạn Đức sẽ làm mà mình sẽ đứng gần hơn để các bạn dễ nhìn nhá. Đây. Đấy, nào, đây. Vào này, đưa qua đây này, đưa qua đây, tay này đang ngửa như này này. Tiếp tục chúng ta lật một cái, lại, lật tay này cái nữa. Đưa qua trên này, đưa qua đây, đưa qua đây. Ok, giờ chúng ta làm với bên tay trái nhá. Tay trái sẽ làm tương tự như sau này. Tay trái này, đưa tay trái vào trong, đưa qua bên vai trái, đưa ra sau, lật tay phải, lật tay trái, kéo qua vai phải, đưa ra trước. Ok, giờ bạn Đức sẽ làm nhanh nào. Quý vị, bên tay phải một lần, bên tay trái một lần liên tiếp nhá. Up. Up. Đó, khi các bạn luồn côn quanh người như này, cái khớp vai, khớp khuỷu tay và khớp cổ tay của các bạn sẽ được khởi động. Nó sẽ nóng lên và nó mở khớp ra. Lúc đó chúng ta tập côn sẽ dễ hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập động tác số 0 ngoài, ngoài cơ thể như thế này. Đây, ngoài này gọi là số 0 ngoài nhé. Chúng ta cầm cách đầu côn khoảng 2cm như thế này. Đây. Đấy. Cách đầu côn khoảng 2cm như thế này nhá. Sau đó chúng ta để phía ngoài cơ thể như này, ngửa tay lại để bình thường thế này. Đó, chúng ta đung đưa lấy đà để quay số 0 ngược từ dưới lên. Đấy. Nó sẽ tạo cho chúng ta một cái mặt phẳng ở bên này. Này. Đấy là đánh số 0 ở phía ngoài, ngược từ dưới lên, ngược từ dưới lên thế này thì gọi là số 0 ngược. Đây, đấy gần cho bạn xem này. Đúng nhá. Đấy. Ôi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh số 0 ngược ở phía ngoài nhưng mà sẽ là đánh dâng như sau. Đây. Chúng ta đánh ngược thế này, sau đó chúng ta dâng lên thế này, dâng lên cao rồi đưa ra sau, dâng lên cao rồi đưa ra sau,
Đó rồi. Bây giờ nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn cho dễ hiểu này. Các bạn chú ý này, khi chúng ta cầm côn này này, cầm gộp hai thanh côn, chúng ta đưa tay lên như này và đưa xuống, đưa lên như này, đưa xuống, nó chỉ là quay quanh như thế này. Đây. Đấy, quay một vòng tròn thôi. Và lúc đấy mình sẽ đánh thanh côn lên và kéo. Các bạn không cần biết là chúng ta quay bao nhiêu vòng số 0 và cứ thế quay này, làm chậm cũng được này. Đấy, không từ từ cũng được nhé. Đấy, hoặc là làm nhanh này. Đấy, các bạn cứ làm như vậy nhé. Nào, bạn Đức chuẩn bị làm nhé. Vị ốc. Đấy, đấy là xoay số 0 phía bên ngoài, ngược từ dưới lên. Đó. Ôi, bây giờ chúng ta sẽ đánh số 0 bên ngoài, nhưng mà thuận, thuận là từ trên xuống như sau. Chúng ta để côn như thế này, sau đó chúng ta tạo đà xoay từ trên xuống như này. Đây, xoay theo chiều này nhé. Đây này, xoay theo chiều này. Tức là côn mình đang đây, mình cứ xoay theo chiều này. Đấy. Đây. Đó, các bạn chú ý nhé. Đối với các bạn mà tập lâu rồi thì các bạn làm cái này rất là dễ, nhưng mà đối với các bạn mới tập thì chưa chắc đây là dễ. Chúng ta cố gắng làm sao cho nó được thành một cái mặt phẳng chạy ở phía ngoài này nhá. Mặt phẳng ví dụ như này, mình đứng thế này mà mình quay ở cái tường này mà không bị đánh vào tường đấy thì mới đạt nhá. Chứ nếu mà bị láng này, đánh vào tường này, đấy mình phải cố gắng làm sao tạo ra cho nó một cái mặt phẳng như này nhá. Đấy, như này này. Đó, đấy là cái mình cần. Thôi, tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ cần phải loan quay số 0 ở phía ngoài xuôi màng dâng. Nào, như thế này nhé. Chúng ta lại dâng, đẩy ngược ra sau, đẩy tay ra sau, để theo cái chiều của nó, đẩy ra trước. Đấy, đẩy ra sau, đẩy ra trước. Đấy, các bạn theo dõi bạn Minh Đức làm nhé. Cố gắng làm sao mà chúng ta khép cái tay này ra sau. Đó. Đưa ra trước này. Và mình đã đưa xa. Các bạn nhìn có hiểu không? Đấy, chỉ là xoay. Sau đó chúng ta đưa tay này, đưa tay đưa như này ra. Giống như chúng ta xả tay như này này. Đấy, nó chỉ như vậy thôi nhé. Nhưng mà chúng ta quay nhiều vòng cái số 0 này liên tiếp. Đó. Ôi, đó, tiếp tục. Chúng ta tập đến động tác tiếp theo, đó là chúng ta sẽ tập số 0 ở trong. Các bạn chú ý này, vẫn cầm côn cách khoảng 2 cm nhé. Và chúng ta đưa thẳng cái tay ra trước mặt, lấy cái tay còn lại cầm lấy thân côn, kéo về phía mặt của chúng ta, kéo về phía mặt này. Đấy. Và các bạn phải đo làm sao cho nó khoảng cách cái đuôi côn này nó không chạm vào mặt như thế này. Nếu như mà chúng ta cầm sai ấy, ví dụ cầm ở xa này này, hoặc là chúng ta bị nghiêng như thế này thì cái côn nó sẽ bay vào đây. Các bạn nhìn này, đây, cái khoảng cách này là sẽ nguy hiểm cho chúng ta. Nếu như mà chúng ta cầm nó sẽ ngang ngang như này này và cầm ở phía đầu côn này thì các bạn kéo thế này thì nó không về được mặt này. Đây, không về, có cái lệnh nó cũng không về. Đấy là chúng ta đo. Thứ hai các bạn cần chú ý này, cái thân côn này ấy, nó phải ngang so với cơ thể. Đây, nó ngang, nó không được phép để chéo như này, không được phép để chéo như này, không chéo như này nhé. Chéo như này là rất nguy hiểm của nó, càng quay về đây. Đấy, chúng ta cầm cách 2 cm đó là an toàn rồi nhé. Đấy, đo không về đến mặt đâu. Thế này, cái động tác này sẽ giúp cho các bạn là giãn côn, không sợ côn đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tập này. Bạn Minh Đức làm ở góc độ đấy và mình làm ở góc độ này cho các bạn xem nhé. Rồi, đa góc độ nhé, chúng ta thả thân côn xuống dưới như này. Đây, mình bắt tay ra sau cho các bạn dễ nhìn này. Thả thân côn, thả lỏng xuống đây. Đấy. Sau đó chúng ta quay dâng lên thế này và quay từ phía ngoài chạy vào đây nhé. Này. Up. Các bạn cố gắng điều chỉnh sao cho nó chạy theo một cái mặt phẳng và cái thân côn nó bay thẳng vào mặt của các bạn ấy. Mới tập ấy thì các bạn sẽ rất sợ và như này này. Đấy, các bạn nhìn mình nhé.
rất là sợ luôn khi này này. Đấy, rất sợ nó bay vào mặt, nhưng mà thật ra các bạn thấy bình thường nó chẳng bay vào mặt đâu. Đấy, các bạn chú ý nhá. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy bác Minh Đức là bay nó dọc thẳng về trước mặt đấy. Đấy, nó bay thẳng thẳng về trước mặt đấy luôn. Đấy, đấy, bay thẳng về trước mặt luôn. Đấy là số 0 trong ngược nhá. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tập số 0 trong xuôi như sau này. Chú ý này, để tay dâng cao thế này, thả xuống. Khi mà thả xuống thế này chúng ta tạo đà đẩy lên trước. Như này. Đấy. Và tay ngang bằng vai nhá. Đấy. Làm sao mà cái này nó thẳng mũi này, mũi của chúng ta. Đấy. Đấy là số 0 trong xuôi. Đó. Ôi. Giờ chúng ta sẽ tập đến động tác tiếp theo, đó là động tác số 0 ở trước mặt. Trước mặt như sau này. Đấy, mình cứ giơ thẳng ra trước mặt thế này thôi. Đó, bạn cứ giơ khuôn thẳng ra trước mặt nào. Đấy, sau đó chúng ta xoay số 0 trước mặt như này thôi. Đấy, các bạn chú ý nhìn mình ở góc độ này và nhìn bạn Minh Đức ở góc độ kia, nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái mặt phẳng ở trước mặt thế này, giống như chúng ta dựa đứng vào tường thế này mà xoay số 0 thế này này. Đấy, các bạn hiểu không? Đấy, không trước mặt thế này. Đấy, ngược lại, nó đơn giản chỉ là vậy thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta đánh được cái thân côn như một cái mặt phẳng, một mặt phẳng ở trước mặt. Đây là chúng ta làm quen với côn đấy và làm quen với cách điều khiển nó. Đấy, giống như chơi một trò chơi thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh cái số 0 ở trên cánh tay. Các bạn chú ý này, cầm thân côn này và để lên như này. Đây, trên cánh tay như này. Đấy, và chúng ta sẽ quay trên cái mặt phẳng như thế này, ngược và xuôi nhé. Đây, mình sẽ lại quay lưng vào như thế này. Rồi, bạn Minh Đức sẽ đánh như kia. Rồi, chuẩn bị này. Ốc. Giống như trực thăng. Đó. Ôi. Ngược lại. Cố gắng làm cho nó thành một cái mặt phẳng nhá, đừng để bị láng nhiều quá nhá. Tất nhiên là nó không phải là cái máy đâu mà nó sẽ zin đấy là theo quỹ đạo đấy được, mà do chúng ta phải tập trung nhá. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ check ngược cái thân côn xuống như này. Đây, các bạn chú ý, các bạn cầm như này. Mình vặn ngược vào xuống. Đấy, hiểu chưa? Đấy, các bạn ngược vào xuống thế này. Để như này, chúng ta vặn ngược vào xuống thế này. Sau đó chúng ta tập quay ở dưới, tạo một cái mặt phẳng ở dưới. Đó. Những cái động tác này rất đơn giản nhưng mà nó có tác dụng rất là lớn trong rất nhiều động tác sau này nhé. Nên là các bạn đừng nghĩ là nó chẳng có tác dụng gì đâu. Thực ra là nó có tác dụng đấy nhé. Đấy, xoay ở dưới này. Ôi, ngược lại. Cố gắng đẩy tay ra xa, nếu không nó sẽ đập vào bụng mình như này này. Đấy, như vừa rồi mình không tập trung, mình không đẩy tay ra xa nó sẽ bị đập vào bụng của chúng ta. Thực ra nó sẽ không đau, nhưng mà nó làm gián đoạn cái đường côn của chúng ta nhé. Đấy, đánh mặt phẳng dưới này. Đấy, cái này dễ lắm. Nên là các bạn ai cũng có thể tập được theo. Ôi, bây giờ này, cái này là cái quan trọng này. Đây là sẽ là động tác quay côn ở trên đầu đây, cũng giống như thế này này, cái động tác vừa xong này, nhưng mà chúng ta sẽ đọc nó ở trên đầu, nó giống như là trong trống của Doraemon ấy. Đấy, như sau này, nay mình phải đứng ở khoảng cách này để cho dễ nhìn, bởi vì là mình đứng gần quá, các tay mình vượt qua. Các bạn chú ý này, mình đưa tay lên đây đo lấy cái thân côn này vuông góc ra như này nhá, đây ở vuông góc này, sau đó đưa vào đây. Đấy, phần dây sẽ là phần chạm vào đầu chúng ta, phần dây sẽ là phần chạm vào đầu chúng ta. Đấy, và tay này nó vượt quá trán một chút. Đây, nó đặt ở trước trán này, nó vượt, không phải để giữa trán mà để lên cao một chút này. Đấy, cái thân, cái đầu côn này nó ngang với tầm chóp đỉnh đầu của chúng ta. Khi đấy, khi chúng ta quay ấy, chúng ta để gần sát thế này này, không phải để sát cái tay vào đây nhá, cách một đoạn tầm khoảng một nắm đấm này đi. Đấy, đây các bạn chú ý này, tập nhá. Nào, chuẩn bị.
quay quay vào trong này nhá. Đó, chuẩn bị. Đó. Ốc. Đấy. Các bạn có nhìn rõ không? Đấy, sẽ xoay trên đầu như thế này. Đấy, bạn Đức cứ làm để mình phân tích nhá. Đấy, các bạn Đức cứ làm vậy nhé. Bởi vì sao mình lại phải chỉ cho các bạn là để gần đầu? Vì rất nhiều động tác sau này chúng ta sẽ liên quan đến cái đường côn này, mà chúng ta không tập cho thói quen nó để sát đầu ấy, thì chúng ta sẽ gây nguy hiểm, tự gây nguy hiểm cho chúng ta. Vì để côn xa đầu, chúng ta quay thế này này. Đây, thì nhá, ví dụ như chúng ta không kiểm soát được đường côn, hay là chúng ta bị rơi côn, lực không đủ. Đây, chính cái côn nó sẽ đập vào đây. Mình sẽ dùng một cái côn mút để miêu tả cho các bạn. Đây, nếu côn gỗ và côn có cạnh hoặc côn inox thì nó rất nguy hiểm động tác này. Đây, chúng ta xoay thế này nhé. Nếu mà trên cao, đấy, quay trên cao mà mất quỹ đạo, đây, tay để trên cao mất quỹ đạo là các bạn không quay được cái này này, hoặc là vì lý do nào đấy nó, đấy, nó đập vào đây là nó sẽ tự đập vào đầu các bạn, nó rất nguy hiểm. Nên là dù các bạn để ở đây này có bị sát thì là cái phần dây nó sẽ là tiếp xúc với phần đỉnh đầu của chúng ta, và phần dây ở phần đầu côn này nó sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta. Đấy, nó không có lực, lực nhiều là ở phần phía đuôi côn này cơ. Càng để cao như thế này quay là càng dễ dính vào đầu nhá, các bạn chú ý nhá. Ôi, quay ngược lại. Rồi, bạn Đức có thể làm tăng tốc lên để cho các bạn khác xem. Ôi, nãy giờ là chúng ta tập với cái tư thế cầm côn thuận. Đây, cầm thuận nó là như này các bạn nhé. Cầm thuận nó là như thế này. Còn cầm nghịch thì như thế nào? Đây, các bạn cầm dọc thân côn lên này cho mình. Đây, bạn Đức cầm dọc lên. Đấy, và chúng ta cầm nghịch như này. Đấy, cầm như thế này là cầm nghịch. Cầm thế này là cầm thuận. Cầm thế này là cầm nghịch. Bây giờ chúng ta sẽ tập côn với quay số 0 với cái tư thế cầm côn cầm nghịch thế này nhá. Đây, nó sẽ là số 0 ngoài, ngược từ dưới lên. Các bạn thả tay xuống bình thường. Sau đó các bạn lấy đà lên đánh như thế này ở ngoài. Các bạn chú ý này, tay thẳng so với vai ra như thế này. Đây, không để ra đây, không đưa vào trong, thẳng ra. Đấy, như thế này. Sau đó thân côn chạm ở ngoài một cái mặt phẳng bên ngoài cái thanh như này. Đấy nhá. Đấy, như này. Các bạn rõ chưa? Đấy, các bạn phải chú ý là cái thân côn này nó phải ngang so với cơ thể, đừng để nó chéo. Nó chéo này thì có nghĩa là quỹ đạo nó sẽ như này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem quỹ đạo nó sẽ thế này, nó không thẳng. Nhưng thẳng, à, ngang cái thân côn này đây, giống như mình cầm đều hai cái nhé. Mình quay này, quay chặt một mặt thẳng ở ngoài này. Đấy, đó, các bạn chú ý nhá. Đấy, mình phải quay được như thế. Đấy, mình đang thất dưới lên đúng không? Đây, thất dưới lên như này. Đó, mình sẽ quay được sau các bạn xem. Đấy, bạn Đức giữ tốc độ như vậy nhá. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ quay phía ngoài mình như này này. Đấy, đây là số 0 ngoài, ngược đối với nghịch, đối với cách cầm nghịch nhá. Ôi, chúng ta đánh thuận này, để côn ra đằng trước mặt này. Sau đó hạ xuống đây, lấy đà, để đẩy ra đằng trước. Cái này mới là hay này. Cái đẩy tay như thế này, nó cảm giác như là nếu mà phóng đại cái chuyển động của cơ thể đấy, nó sẽ giống như này. Chúng ta đấy, đây, giống như kiểu chúng ta cầm cái cối xay lúa hay cái đấy, chúng ta quay như này. Đấy, sẽ quay như này. Nhưng mà thực ra cái chuyển động đó rất là nhỏ trong này. Mình gần như là cơ thể không có di chuyển, không có chuyển động gì nhiều vào cánh tay nhá. Đây, xoay nha. Chỉ làm cổ tay một chút và luôn luôn có tâm niệm là đẩy cái thân côn ra trước. Đó, thế. Bạn mình tăng tốc, bạn mình Đức tăng tốc như thế nào? Đó, đấy nhá. Thôi, đấy, bây giờ tiếp tục này, để cho thuận cái tay mình đang cầm. Chúng ta sẽ đánh số 0 ở dưới. Đây, các bạn nhìn này, đây, ngoài ra nhá. Đấy, tạo thành một cái mặt phẳng tròn ở dưới. Mình sẽ luôn luôn nhắc nhở các bạn là tất cả các động tác này đều có tác dụng ở sau này nhá. Nên là đừng bạn nào bỏ qua những cái động tác rất đơn giản như này. Các bạn đánh chuẩn những cái đường côn này thì sau này những cái bài nâng cao lên thì các bạn đánh mới tốt được. Đấy. Xây nhà phải xây từ móng xây lên nhá. Thôi, chúng ta đánh ngược lại nào.
Bây giờ này, chúng ta ngửa tay này, ngửa tay ra như này nhé, thẳng cái tay ra nhé. Sau đó chúng ta quay trong này, bắt đầu quay ngược từ dưới lên như này. Đó, thẳng tay ra một chút nhá, cố gắng thẳng tay ra. Đây mình sẽ hướng dẫn ở góc độ này cho các bạn dễ nhìn này. Đây. Lại một động tác nữa giúp chúng ta dặn côn, không sợ côn. Đó là động tác này. Ôi, tiếp tục đẩy ngược lại, chúng ta nhá. Thôi. Đấy là tất cả những cái động tác mà khởi động và tập quay số 0 đối với một bên tay. Và các bạn tập tương tự với tay còn lại nhá. Tức là tay bên này tập như nào thì chuyển sang tay bên này tập như thế. Ok, đây là hết cái clip 2. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công. Ui, mỏi thế. Mỏi không? Cổ. Em quay nhiều hơn em rồi.